Một tỏi trên ham dâm như là tiêu sỉ chấu nông nghiệp dâm xanh tuyên quang nơi y giản, đang xí mài chăm là có tiêu sỉ coi phiền mình pháo. Lại tàng tế buồn cơ cấu buôn xuống là có nhùng buôn tàu xanh úi trắng tu mô tàu dân miền kênh, liêu to bìa là tiêu sỉ chấu nhàn chấu hốp. Trắng mài chốt tu lại có tóng tẩy mi bìa chấu nhàn chấu hốp tập trung, ây căn là nghị quyết coi họ đảng bộ có cấp trắng mài buôn chốt. Lại có tiểu câu con tháo lại cháy liệp là tiểu sĩ chấu nhận dấu hốt tu phục quý. Con tháo là tiểu sĩ mình vào tu lồng chiên là có tế buồn sản phẩm nông nghiệp, chàng tu mốt ở dân miền an hiêu mảng tháo xăm. Cuối lại giờ sẽ ánh mảng bột tu, chuồng can cứu là tiểu sĩ mình việc khỏi dấu tu lống nghị quyết dâm nhua lại đảng. Về là tế buồn hiêu giới mình pháo dâm hốt ở dân miền, giờ sẽ trắng bến giờ giờ tế buồn công sĩ mình tàu. Mà tu hợp lây tháo là có tế buồn bung hống mình sang, buồn là tiểu sĩ chấu nông nghiệp. Dân miền lang giảng dâm xanh tuyên quang dâm nhua lại có nhang quý tài giết về dâm nhua lại nghị định quần đua dâm nhảy nhắng y trên địa chập chua con tháo là tiêu sĩ viên trò thêm bị giờ tế tùn dâm nghị định quần phạt chậm hưng nhắng y trên địa chậm hưng lại hoi chập pham phơi hái nhắng y trên địa chậm hưng dâm chính phủ con tháo là tiêu sĩ quản lý lùng lại tế quần đào tẩy lình xếp bèo giờ xe ánh xe tu đã có tế quần công sĩ buồng khâu lại tăng mi bìa dấu nông nghiệp mài chốt tham đã có thấy buồn công sĩ lống liều buôn mốt ở dân miền tu dầu siêu dầm trắng càn nhê tóng tẩy hôn đao dầm trắng càn nhê tóng tẩy lình liều ánh mình pháo dấu nhặt dấu hốp cháy liệp xế chàng mài tu phục quấy lại tiểu câu tu dù bùa con dầm nhúa nãy ỉ hòi này giờ xe ánh mồng con tháo là có thấy buồn công sĩ chàng cùng con tháo là tiểu sĩ coi phiền cơ cấu buôn xuống dầm tóng tẩy lình đao xếp bèo mài tả tu hơi diệu ai viền quế liều xuống là dùng đáng nhàn piêu can lại trắng mài tu dịch tóng tầy xuống đáng nhàn piêu ây can lại bông húng mài chốt hàng hối liều mài trắng mài tạt tu hết siêu hang pun mô tả dân miền dâm tóng tầy tập bung lăng dịch bê yên phú xả dâm huyện Hàm Yên xanh tuyên quang. Dầm cần đia tóng tẩy kềm cô tiền nay, trắng mài dịch hôn đáng nhàn piêu, quang quế dì chèm hách đà, đăng xí bịa mẩu bùn siêu piêu. Bây xê chủ làn miền hưu tụ, đảng vua dâm nhuôn ái tóng hùn, xê trắng dây tóng tẩy lình chuống dệt màu bèo mai tả tua diệu ai. Liều mai tu hùn đáng nhàn phiêu, mai tả tu hứa siêu trăng diệp tỷ non dịnh hàng nay, quân trắng mai chăm là có tiểu câu. Ở hang máy bùn có viền cơ cờ buôn chuồng về dù bùa ánh buồng khâu hang chàng hiu ên đảng can cứu quốc trà bong thính buôn dù bùa có viền cơ cờ buôn chuồng xế chàng túc cáo nhàn cáo hút lại tăng quốc trà buôn dù bùa có viền buôn chuồng về dù bùa hài dù bùa nhê tống lình ở hang tu trai hàng tống linh dâm lang dệt bê với liên tống tẩy dâm lang dệt bê dơ bùa với trắng mài chụp độ phẩy pe hecta đào linh đảng vua chủ trương dâm cua cha đào linh với chấm trụ xuống cơ mẹ xuống bèo hăng đất nông nghiệp phải trồng ngô trồng lúa ban đầu làm thì chủ trương tài giết với chủ trương dâm cua cha ủy ban trắng mài chất văn bản tỏ tàu cấm mấy buôn chấu vê trắng mai là có đồng chí đăng xí xây lại đối tượng đảng vê trắng xuống lại tấy buồn piêu táo giờ lại linh vê máy kết nạp tụ can là có tấy buồn công sĩ là chủ trương dâm quê cha máy pun coi phiền vê mô tả dân miền niền bùa trắng mảng bột tu hứa siêu dâm như là trùng piêu táo vậy hát lại niền bùa trắng ánh xuống sen canh nhảy há vết xuống cầm mẹ sung niền bùa ánh xuống thêm lại piêu táo bịa lại găng lại tàng siêu sung cầm mẹ trùng piêu táo pháo lại tàng xả mảng bột mô tả dân miền trùng piêu táo vết trắng mải chơi văn bản cong búa chun để trùng piêu táo mấy pun mô tả dân miền xuống cái diện tích này là nhà tôi có một mẫu thế là tôi trồng lúa nhưng mà lúa thì nó không hiệu quả tống tẩy nay về giờ mà dần mẫu giờ ánh xuống bèo pê xíu hơi chiều mấy tu hàng ánh tu y phải pe kiểu dần mẫu hàng dân biển trắng ngỏ khâu buôn tháo nhắng dệt xin chua pe chua dịp chua giờ trắng to là trùng piêu táo dệt xuống giờ dấu ơi hắc lại với ủy ban dân miền xả trắng mấy buôn giờ dấu búa giờ xun pháo liều xếp bèo giờ mấy xếp giờ quân xuống bịa lại một tỏi dân miền diêm kể hiện nay mảng buồn như bùa peo chuồng tu mai tạt tu diều hàng nên bùa trắng tay tháo hổ tổ can cứu mai quân dìa xí mì bìa ghép lại trùng quân liều mài duyên găng lại với một tỏi dân miền diêm nhỏ nay trắng lồng dòi xuống liều
Là chung biểu táo mà ta tu hứa siêu hàng quý chếp chế dùn so tháo là chung bèo, một tỏi dân biển chẳng hai quyền hay, vậy chẳng so tốt ngỏ hàm tốt khâu. Đảng vua một tỏi dân biển dùm nhuận nay với khâu ngỏ xăm hầy, nay ý chàn mà tu hứa siêu một tỏi dân biển chẳng ánh quý tốt khâu, nay tiểu bê dìa con xiên. Rất là vui mừng vì dân xóa đói giảm nghèo được mà. Trước kia nghèo lắm, dân đây cũng nghèo lắm. Nhưng bây giờ là dân có thu nhập này là dân đỡ vất vả, đỡ khổ hơn. Thật sự là như thế, chứ cũng không phải là... Đấy, đúng là như thế. Ban đầu chúng tôi thì cũng đã đến trao đổi với gia đình, cũng hỏi thăm là cái giá trị của cây táo. Đảng tàu với dưới bua trắng tháo con câu tháo hô bèo, này tháo là hốt siêu dùng biêu táo, là tàng muốn hô bèo con với dưới bua trắng cuốn mấy ham tháo là hốt siêu trắng tu hàng ấy hàng lại. Díp lại tháo nhắn y trên hình chợ phấy, hô bèo ông Lương Kim Chủ, anh díp mì bìa tỏ buồn mô hình dùng hô bèo có tứ mì bìa dấu, găng lại mô hình trắng mai tả tu hốt siêu hàng, dưới bua cuốn ham. Ây hang cấm mấy bốn mốt đảo dân miền dấu, vê trắng cấm là tiêu sỉ mình pháo cho mốt đảo dân miền. Vê xê bốn bốn mốt đảo dân miền dấu, vê cấp hàng dù ánh con. Hiêu có tỏ ngạ, vê xê vần bốn mốt đảo dân miền dấu. Vậy xì chiên trắng mảng bốn mốt đảo dân miền dấu mài tả tu hứa siêu hang so tháo là trung bèo can cứu cầm mẹ. Mình thực tế là mình nhìn thấy nó có hiệu quả, nó quá cao so với cây lúa hình hồ. Từ cái năm 2004 ấy, thì chúng tôi thì cũng cứ mạnh dạn là chuyển đổi cây trồng. Thì trong cái thửa ruộng nhà tôi đây thì can đánh hắn y trên đỉnh phấy như bùa ánh mình phía cõi viền cơ cờ buôn xuống dâm nhua lại tóng tẩy lình nay so tháo là trùng bèo về xuống biêu táo việc cảm trai trắng mai tả tôi siêu hàng trăm dâm nhua lại tràn pung chính quyền tẩy pung vẫn cấm mấy pun xuống lại biêu táo bìa lại có đồng chí đảng viên mất tu pun phép xuống bìa về ánh mài dân miền như bùa côn xuống tháo lại tàng màng buộn mài tả tôi siêu hàng với bùa ánh hải quyền hơi là có tóng tây linh trắng mài tu coi phiền căn cứu quê cha chính quyền cấp hàng trắng ánh màng buộn như bùa dấu nhàn mài tả tôi siêu hàng như bùa côn ánh mì bìa dấu ấy hàng lại căn ảnh hàng mì bìa coi phiền buôn xuống buôn thắn ấy tràn một tả dân miền như dễ dàng trắng tu coi phiền để đảng tham quý đảng vua chúng tôi cứ theo đà đấy chúng tôi bước đi thì nói chung là cảm thấy hiệu quả từ cái năm bắt đầu chuyển đổi cây trồng đến giờ là chúng tôi cuộc sống cảm thấy nó dễ chịu hơn trước rất nhiều. Bản thân tôi là đảng viên đây. Xung quanh người ta trồng hết rồi mà mình tôi không dám trồng, nếu tôi trồng là tôi vi phạm. Giờ sẽ giấy giới làn miền đảng viên, cờ hiện nay nên bùa xuống lưu hạ, bây giờ giờ trắng mắt cam xuống, vậy giờ xuống với giờ trắng tổng thó tháo quê trà nhà quê tỉnh. Bùn tháo lại tàng mua tỏ dân miền trắng xuống lưu ạ, dưa với chấm chủ xuống hàng. Tháo lại tàng mai tả tu hứa siêu hàng với giả trắng bùn miền pháo. Tỏ pháo là cô hô peo trắng ánh cõi phiền cơ cấu bùn xuống. Mai diện hắn, đồng chí bí thư xanh ủy can cứu đồng chí bí thư huyện ủy. Cun trắng pháo liều màng tháo là tiêu sĩ mua tỏ dân miền cõi phiền. Lúng phải mái lúng, mai tả tu hứa siêu hàng phải mái mai. PC lại tàng là có bốn miền tàu tàu tay tháo vết trắng ánh mảng bột mô tả dân miền coi phiền chấu nhàn mài tả tua siêu hàng. Dùng biêu táo, xê chơi diệt dùng, gió ngỏ hàm khâu xếp tài dết. Về chuống phây há, bùn tháo, chìm nhảy há vết trắng mài bùn siêu. Hút siêu trắng tả tu can nhỉ chìm hưng tháo pha diệp xin nông đồ diệt chan. Diệt dùng với ánh siêu tu hứng diệp tháo lụa diệp chan. 25-30.000 đồng một cân mà một cây nó vào khoảng 5-60 cân. Khu ruộng chúng tôi đây nó là cuối nguồn của thủy lợi nên là cái khâu nước nó không dù bùa nhai tống tẩy lình vết trắng mấy mai cáo phùm tỉa tháo nai tụ huyết siêu dấu nhàn trắng mấy tu hàng dù bùa vết chấm chủ coi viền quý xuống đáng nhàn piêu mai tả tu siêu hàng dân mẫu dù bùa lại tràn vết phái viền pun diệt sao dìa ảnh tu nhiệt diệp kiểu dân hắn tu quý diệt bé kiểu lại tiêu sỉ xuống đáng nhàn piêu các lại tăng đáng nhàn piêu lưu mẫu với dù bùa ảnh xuống tu là dân mẫu xuống cơ mẹ phai lại xuống tục vàng dấu giỏ đao giờ xe ánh đàm đanh dấu tuốt y màu với xe ánh mai là tế quần đáng nhàn piêu liều mài đấy, tức là vẫn làm đảm bảo hai vụ như vẫn có cây ăn quả để hàng năm để bán sau khi các bác lãnh đạo cấp trên về thăm thì rất là đồng tình cái việc là cho dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng là cũng bắt tay các bà con nông dân là vẫn gang lại tăng lại có pe tỏ tàu dâm nhua lại cấp hàng tay tháo màng vết trắng tùng hiu pun mua đảo dân miền coi phiền cơ cấu buôn xuống ánh mịt bìa con búa pun mua đảo dân miền coi phiền cơ cấu buôn xuống căn lại với mua đảo dân miền sinh tu tự do coi phiền xính mài chơi văn bản dâm nhua lại hàng mua đảo dân miền trắng tu pun phép coi phiền là dùng biêu táo
pun thắn y giản mang ruốn về cả lành hắng y chin ruốn đàng mãi mãi lại dùng piêu táo với dưa bùa ánh buồn khâu tham hời mai quý và dưa bùa piêu buồn khâu và sẽ pun thắn y giản dưa bùa dùng mai xỉa hô piêu buồn khâu dây dây là có buồn miền mai hàng dây hang cản diêm hang dùng mai là có hô piêu mai miền dấu cùng vết trắng mãi mãi hai hô piêu buồn khâu hô siêu phai bành pun trắng tú quý và dịp kiều non đồng trên làn miền diễn hắng công trình xây liệp peo dâm dâm như là con nhạc phần này dù bùa nhân làng chẳng mãi mãi lại hô peo bông trụ dâm peo vải là có điều gì giống nhàn châu húp do tháo lại hô siêu dâm xả về dù bùa nhân làng dù xe ánh sâu tài nhảy tài pham dâm nhô xả côn chẳng mãi dạy ai tống tẩy đao linh dâm nhô nai chẳng hợp lây liều xuống peo táo dâm nhô lại chẳng ánh xuống thêm peo cam xuống thêm là có nhùng quân năng hồi vậy là dùng peo táo gang lại tàng siêu dùng peo với một đảo dân miền trắng cói đắng dù con nhị diệp tháo và diệp phần hang là dàn vết đao giáng quang một tàu dân miền ánh xuống thêm là có nhùng lai ây hăng lại hô peo pe chủ nay vết trắng mà lại tống tẩy là dần mẫu với hô peo pe giáng mất xuống tô liều căn khê lên xuống lại trùng nhung vết ánh siêu túc quý nhị diệp kiều đồn dần mẫu năng hồi nhờ là chốt ánh xuống thêm qua xuống thêm tụp lai có nhùng ánh mài tham tạt tua siêu hàng hơn 20 triệu đấy một vụ ngắn ngày. Ngoài ra trồng dưa, trồng đỗ, trồng rau màu các loại rất là nhiều, nó cũng là rất năng suất. Từ ngày là hợp tác xã, ủy ban hợp tác xã cũng cho là chuyển đổi cái nhân dân chuyển đổi cây trồng thì chúng tôi cũng mạnh dạn là trồng cây táo. Căn này hoi ủy ban hợp tác xã buôn mỗi đảo dân miền có quyền cơ cấu buôn ruộng với dù bùa rằng ấy mi bỉa ruộng piêu táo là dùng piêu táo can kiếu biểu sút với ánh hợp lây tháo tóng tẩy lình này nhờ lại chốt dù bùa ánh chuống thêm tụp nhum quà ây hắc lại dâm màu trang quế dê chuồng nhung pìa tóng tẩy là piêu táo tu pìa xào siêu tu nhị diệp vấy kiểu trung mai là có nhùng lai qua cờ mẹ ánh chuống tu quế là nhị diệp kiểu thìm dâm kể hên lại giờ sẽ ánh chuống thêm lại tấy quần lại cam tụp ây hắc nay trắng mà siêu tu lại pia há phép bèn vôn diệt há tu diệt kiểu vì lên lại tấy quần hú siêu can là có nhùng lai trắng tu hung diệp tháo lùa diệp kiểu đồng diện hắn nhờ là chuốt đáng nhàn piêu piêu táo trắng siêu tu quý diệt pe kiểu màu tài dứt dấu đề vê tu nhị pe kiểu giếng màu phát nai về dê dấu đàm quần piêu táo đàm quần vết xuống biểu sút can cứu xuống piêu cam so tháo xuống bèo về đảng vua hua siêu nãy tràn ánh hàng quế lại pia tháo chu dùn can cứu bua dấu dáng mài trăm chàng hổ vụ đầu tiên thì nó làm dễ hơn thì được 200 vụ mấy vụ đây thì tôi làm một nửa tôi táo còn một nửa thì diện tích để trồng chanh trồng cam thì làm ra là cũng nói chung là so với cái đầu làm trồng lúa trước kia thì nó gấp 5-6 lần mà lại có thời gian hơn nhiều thời gian hơn. Sau khi nó hình thành được cánh đồng cây ăn quả thì nó cũng kéo theo rất nhiều cái thuận lợi thuận tiện, đặc biệt là cái giải quyết việc làm tại địa phương. Những nhà có diện tích trồng gang lại tàng mai tú tóng tẩy chuồng đắng nhàn piêu vi trắng mài tham tiểu xỉ lúng mài công dấu bùn tóng tẩy tập vùng dâm như là cú hô peo mài tóng tẩy chuồng piêu pê xế mát mài miền dấu với chấm chủ thuê miền với chấm chủ khoán miền dấu nên côn trắng mài công dấu bùn miền dâm tóng tẩy tập vùng hên lại với dâm nhua tóng tẩy đỉnh đao chuồng đắng nhàn piêu tham ấy hang nay ánh mài lại bốn chuông nhờ lại xuất về là tiêu sỉ dấu nhàn dấu hút tu ổn tình trắng ánh pháo hàng là tiêu sỉ cháy liệp keo diêm về là có nhùng vật liệu cháy liệp giờ xe ánh túc mài mài côn dấu côn trắng dây là tấy quần sỉ pháo hàng dấu nhàn diêm tống để đập vùng các lại tiêu sỉ chuồng đáng nhàn piêu với ánh mài tham là có tiêu sỉ to lời buôn tẩy vùng các lại tiêu sỉ chuồng peo táo với trắng mài tham tiêu sỉ lúng buôn tẩy vùng căn lại peo diêm mài túc côn dấu căn cứu là dịch vụ mai mài diêm như là có tống để đập vùng căn là có xanh căn khê lình tài tháo nai hùn liêu ánh to là tấy quần piêu mình là có xanh liêu mài một đòi dân miền dâm tẩy bùng nai ánh can to là có nhùng hàng hua bẹ tóng liều mải ây hăng lại mài dâm như lời hùn vết trắng tu diệp hùn trên nòng đầu dịch tràn vết xê to mình là có xanh căn khê lình ánh tu phà diệp trên nòng đầu dịch tràn nên trắng mài công dấu mài tạt tu hứa siêu hàng bùn một đòi dân miền công tháo định hướng dâm chi bộ dư bùa quân ây hăng lại bàn phát triển trắng mài lại định hướng ánh chàng liệp là có tổ hợp tác giả liêu ánh giới thiệu sản phẩm đồ quen thuốc là có xanh căn khê lình liêu mài tút thương hiệu sản phẩm piêu táo vậy tống tẩy tập bung dưa bua mai tống tẩy peo tàu trắng tham lang diệt bê với trắng mai chập độ phẩy pia hecta dung mai là có lang diêm hên ánh mai tham vậy hát lại chủ trương diêm chi bộ cấp chuồng căn cứu lại ban phát triển diêm nhỏ làng quân mồng ói cháy liệp tu lại hợp tác giả liều to lại tấy buồn sản phẩm giới thiệu là có tấy buồn sản phẩm dành cho là hê chàng quang thêm liều bong thính buôn mô tả dân miền pháo hàng tiêu xỉ dấu nhà dấu húp mai tả tu diêu hàng cũng chủ trương của chi bộ cũng như của ban phát triển thôn cũng đang muốn xây dựng cái hợp tác xã để đưa cái sản phẩm giới thiệu sản phẩm sạch của mình của chúng tôi ra cái thị trường rộng hơn nữa để tạo điều kiện cho bà con ta là nhân rộng cái diện tích
để phát triển kinh tế cây ăn quả, cây có múi.